2003 là chưa lấy vợ, chưa nhà lầu, chưa xe hơi á. Mình 9x đây còn chưa kêu ai. Đúng là cái bọn trẻ trâu. Cái thằng này nó mới mua con Vision 6 chục củ á. Ngày xưa nó còn chả đi học bằng mình. Thế mà sao nó giàu thế nhở? Phải vào xem. Thì ra là bán hàng online, khởi nghiệp cơ đấy. Đại lý xỉ lẻ mỹ phẩm nội địa Malaysia cơ à? Cũng ghê đấy. Nhưng mà không bằng mình được. Với cái gương mặt điển trai, body 6 múi này á, thì chụp ảnh làm marketing thì có phải gọi là đỉnh của chóp. Cái nụ cười quá là tỏa nắng luôn ạ. Thế mà không ai tìm đến mình. Đúng là phí của giời. Nhưng mà mình làm chủ cuộc đời của mình thì mình cũng có thể làm chủ được mà nhở. Sếp ơi, em có chuyện muốn nhờ sếp tư vấn ạ. Ôi trời ơi, anh là chuyên gia tâm lý, chuyên gia tình cảm đấy. Mấy cái chuyện yêu đương gai gú ấy, chú hỏi anh là đúng bài. Nhưng mà em không hỏi mấy cái chuyện đấy. Thế em nói đi. Anh sẽ dùng nhiều năm kinh nghiệm sống và nhiều năm làm sếp của anh để tư vấn cho em. Chính vì anh là sếp nên là cái đầu óc của anh nó vẫn ở cái tầm vĩ mô, nên là em mới đến đây để nhờ sự tư vấn của anh ấy. Anh mà lại. Thế chú nói đi, anh sẽ tập trung lắng nghe. Em muốn khởi nghiệp ạ. Cái gì? Anh có nghe nhầm không đấy? Chú nói là chú muốn khởi nghiệp. Vâng. Khó thế mà chú nghĩ ra được. Sao thế ạ? Không. Chú là chú dám nghĩ đấy, nhưng mà dám làm hay không ấy thì để anh xem xét lại nào. Anh xem xét cái gì thế ạ? Anh bảo chú này, bây giờ chú muốn khởi nghiệp ấy thì trước mắt chú phải có kiến thức về sản phẩm, về sale, và phải tìm kiếm khách hàng nữa. Nhưng mà quan trọng nhất ấy là chi phí nữa em ạ. Thế nên là hôm nay em mới mạnh dạn đến đây để tìm anh. Mong anh đầu tư cho em ít vốn. Anh sẽ trở thành cổ đông lớn nhất trong cái dự án startup của em đấy anh ạ. Anh nghe làm gì có tiền em ơi. Anh cứ đùa em. Anh cũng có tiền thì anh có tiền nữa. Gơm, sáng ở Việt Nam tối đã sang Mỹ, sang Nhật chỉ có cái dấu bọn em. Em nghe anh nói chứ anh đấy lêu ra được như thế. Thôi đi sếp ơi, sáng ăn sáng ở Việt Nam, xong là tối đã thấy ăn sashimi, xong là ăn beef steak, xong là ăn mua khoảng đĩa Alaska. Thì cũng có một tí gọi là đủ ăn qua ngày thôi. Lấy đâu ra vốn đầu tư vào cái dự án triệu đô của em. Nhưng mà em yên tâm nhá. Tuy là anh không giúp em được về mặt tiền bạc, nhưng mà chắc chắn một điều, anh sẽ giúp em về mặt tinh thần. Đấy, vì thế em hãy tự tin và triển khai dự án đi. Anh sẽ luôn ủng hộ và đứng sau lưng của em. Nhá. Em cảm ơn. Công việc có lo đâu, xong toàn đi lo mấy chuyện bao đồng không ạ? Chị nói nó làm gì? Hả? Đây. Vừa vào phòng sếp làm gì ra mặt thẫn thờ ấy hả? Em định khởi nghiệp. Vào kêu gọi vốn mà sếp có cho đâu. Ôi giời ơi, anh làm sao đấy, anh đi kêu gọi vốn lại đi kêu gọi của cái lão sếp keo kiệt đấy. Thì ông ấy có bao giờ đầu tư cái gì đâu. Mà anh định khởi nghiệp cái gì? Anh chưa biết nữa. Hay là em với chị Thu tư vấn cho anh đi. Cho 3 giây suy nghĩ. Dạ. Chị nghĩ nhá, em đầu tư vào kem chống nắng đi. Vào mùa hè này thì nắng chiếu lung linh trên da mình, dù mình nè thì vẫn bị đen. Ừ đấy, em thấy không, phụ nữ thì đứa nào chẳng phải cần kem chống nắng đúng không? Để con trai bọn em còn mê làm đẹp chết thì được ý. Có thế mà em không nghĩ ra. Cái ý kiến bán kem chống nắng ấy đúng quá xuất sắc luôn chị Thu ạ. Xuất sắc cái gì mà xuất sắc? Kem chống nắng ấy chỉ bán cho phụ nữ thôi, đàn ông người ta dùng kem chống nắng.
năng mấy đâu. Cái này tìm kiếm nguồn khách hàng tiềm năng rất là khó. Chúng ta là phải tìm cái sản phẩm nào ấy nhập nhanh, bán đi nhanh, thu hồi vốn cũng nhanh cơ. Dương em nói thế làm anh đánh đồ quá. Anh lo gì, chuyện đâu rồi cũng có đấy. Ở đây có thần đồng live stream như em sẽ hỗ trợ anh trong vấn đề live stream bán hàng. Anh với chị Thu lên đơn đi ship, thế là quá tuyệt vời rồi có gì. Đây và đây em bày cho bán cái sản phẩm này này. Mình sẽ đi nhập cái bàn hàng dưới kia kìa. Đấy, xong lên đây bán gấp đôi luôn. Rồi, gấp 3 cho em. Ok, được, nào. Thôi, 3, 2, 1, yeah. Em nói 1 là 1, mà 2 là xin chào tất cả các anh chị đang có mặt trong live stream startup của team 3 con cá chúng em ngày hôm nay. Xin giới thiệu các anh chị, đây là sản phẩm nước ép trái cây đến từ team 3 con cá với chất lượng sản phẩm vô cùng tuyệt vời. Đội ngũ nhân viên thì trai xinh gái đẹp. Vâng, và cái độ ship ấy thì là trên cả tốc độ ánh sáng, sẽ mang đến cho anh chị một trải nghiệm hết sức tuyệt vời luôn ạ. Vâng. Chốt cho anh Thọ nổ một cốc để uống một mình thì không có người yêu à? Chốt cho chị Hà và 2 cốc để uống cùng người yêu. Ôi. Anh Nam drama chốt 7 cốc để uống cùng cả gia đình à? Cảm ơn chị Nga soi tuyệt vời. Quá tuyệt vời luôn, vâng, đâu xem ạ. Đây, bây giờ em sẽ chỉ cho các anh chị uống ạ. Uống nước bằng mồm là như thế nào ạ? Vâng, đây, cốc nước của chúng ta đây ạ. Đầu tiên chúng ta sẽ chọc cái ống hút vào đây. Đây được gọi là điểm sinh ra đã dành cho nhau ạ. Sau đó chúng ta lấy hơi bụng hả? Lấy hơi bụng, hút một hơi thật sâu vào. Sau đó chúng ta sẽ tận hưởng cảm giác là nó đi từ đầu lưỡi này, xuống đến cổ họng này, xuống đến tứ chi của chúng ta luôn mọi người. Cảm giác là vô cùng là mát lạnh luôn ạ. Lá chim mà uống thật thế. Thôi em cố lên. Bán hàng. Chút hả. Ôi giời, nhiều đơn quá. Chị Thu. Gì? Chụp cho em mấy tấm ảnh để quảng cáo sản phẩm. Này Hoàng ơi, em có thể sử dụng bất kỳ cái xe nào trừ cái xe của Lão Tuấn. Lão ấy khó tính chết thì được, về xong Lão ấy chửi cho mát mặt hết kinh doanh buôn bán gì đấy. Chửi cái gì mà chửi, em đã bảo với Lão ấy rồi. Lão bảo nhá là sẽ giúp em về mặt tinh thần, nên là mấy cái bức ảnh làm gì mà căng. Đúng, làm gì mà căng. Ừ. Để nào. Đúng rồi. Ui, cho đẹp quá à. Trời ơi, như người mẫu chuyên nghiệp vậy. Ui, trời. Đôi mắt kìa, bờ môi kìa. Ui. Chuẩn đét là em của ta rồi. Ui, sao sexy vậy. Trời ơi, đẹp quá em ơi. Nghe đi. Alo ạ. Tôi chết rồi. Làm sao bây giờ? Tại em ấy. Không, tại em, không tại chị, tại ai? Tại Lão Tuấn này. Đúng như xác sẽ ra. Cái chân của chị, nước này là do bọn anh mãi mê chụp ảnh sản phẩm nên là quên chứ cho khách dỗi, khách không lấy. Không, bọn xuôi đi, ảnh đẹp cực kỳ luôn. Đâu? Đẹp cực kỳ luôn đây này. Ảnh đẹp á? Nào, đi không?
Ủa alo chị Thu, sao ảnh em nó ố rè thế hả? Chị chụp ảnh thì chị cũng phải chụp có tầm một tí chứ. Em đẹp trai ngời ngời như thế này mà chị nhìn ảnh đi, ảnh mắt thì lé, ảnh mồm thì sạch. Không, em nhìn kỹ khuôn mặt của nó với cái bức ảnh chụp về xe bố khai không thế nào không? Thậm chí cái bức ảnh nó to lên cái vẻ đẹp của nó rồi. Khi mà phiên bản bên ngoài thì kinh chết đi được, khi ta chụp thế là may mắn lắm rồi. Mắt thì hít, mặt thì to, mình nghĩ mày đẹp lắm ạ. Này chị vừa phải thôi nhá. Thôi, hai người vừa đi ship hàng về đã mệt rồi, cãi nhau làm gì? Thôi uống cốc nước cho hạ hỏa, đừng cãi nhau nữa nhá, uống đi, uống đi. Này, đang trong giờ làm việc sao ồn ào thế? Mà cái gì đây? Sao lại nước nôi bầy bừa thế này? Nước mày uống được không? À, được, 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 xếp ạ. Uống đi, uống đi. Nước này bọn em nó bán 30.000. Đúng. Nhưng riêng xếp người nhà nhá, bọn em sale sập sàn luôn. 29.000. 29.000. Anh chị thì cướp của hả? Cái cốc nước này 30.000. Tôi mua ngoài có 15.000 thôi. Mà anh chị lại bán cấp đôi như thế thì lấy đâu ra khách mà mua? Sếp buồn cười nhỉ? Đây cứ gọi là chiến lược marketing của team tụi em. Mà chất lượng là nó đi đôi với cả giá thành đấy. Không biết sếp uống hết nửa cốc rồi thanh toán đi. Đúng rồi đấy. Chất lượng? Chất lượng này ai kiểm định? Hả? Các cậu mua của mấy bà hàng ra mày bán mà cứ làm như tự xây dựng thương hiệu cho mình không bằng đấy. Anh vừa phải đấy. Có mua cái không được 29.000 mà cứ kỳ kèo lên kỳ kèo xuống. Ê là ông chủ mới khởi nghiệp này kinh quá nhỉ. Để tôi xem cậu thành công đến đâu. Còn bây giờ ấy, trong giờ làm việc các cô cậu ấy là làm việc riêng trong giờ làm việc. Đấy, gây náo loạn công ty. Mỗi người tôi sẽ trừ nửa ngày lương. Ok. Nhá, cứ thế mà làm. Ok ạ, sếp. Tự dưng cái bị đau chân, xong bị trừ nửa ngày lương, xong rồi đi xếp hàng thì trời có nắng, xong rồi xuống 2 công ra, xong cái bị lỗ. Ủa alo? Ủa? Lỗ đâu mà lỗ? Lỗ chỗ nào chị mà sao ấy? Tập trung, nhìn thẳng ra. Vừa trong thời gian mà hai đứa cãi nhau với sếp ấy, chị tính toán kỹ rồi. Chúng mình có 4 ly đúng không? 3 đứa uống 3 ly, tại sao? 1 ly nữa không? Nhỉ? Thế là thiếu mất 1 ly. Ừ. 1 ly nữa đâu? Thế 1 ly nữa đâu? 1 ly nữa đâu? Là sao? Là sao? Là sao? Nước nôi gì đây? Chắc là bọn này thấy trời nóng bức nên là muốn nước cho cả công ty. Nhưng mà hiểu ý sếp quá không? Úi dồi, cũng may là mình đang khát. Cảm ơn nhá.